Vì sao bạn không thể thành công? Vì sao có người thành công trong khi những người cùng điều kiện khác lại chật vật mãi, chẳng đi đến đâu? Và cũng không ít người có tài năng, có điều kiện tốt hơn, rốt cuộc cũng chẳng ăn ai. Do may mắn chăng? Nhiều người trong chúng ta cho rằng hay không bằng hên, rằng mình giỏi hơn người khác, nhưng người ta lại thành công hơn mình vì hên. Cứ cho là họ cũng may mắn đi, nhưng phần lớn lý do bạn thua kém người khác chính là nằm trong đầu bạn đấy. Dù có thể bạn cũng thông minh chẳng kém ai. Thứ nhất, bạn chẳng tin chính mình. Khi bạn không tin vào chính mình, bạn cũng đang cho phép mọi người hiểu khác đi về bạn và thực hiện khác đi những gì bạn thực sự muốn. Tự tin vào chính bản thân là phẩm chất quyết định cho sự thành công. Bằng chứng là tất cả những người thành công đều có niềm tin bất diệt vào chính mình. Nếu không đủ tin chính mình, bạn sẽ luôn giữ thế giới của mình nhỏ bé và an toàn trong tầm kiểm soát mà bạn tin rằng sẽ không có rủi ro. Liệu cách sống đó có giúp bạn sử dụng hết khả năng và sức mạnh của mình? Chắc chắn là không. Những nỗi sợ hãi trong bạn sẽ tự áp đặt các giới hạn mà bạn không dám vượt qua. Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ thất bại, tiềm thức của bạn sẽ tự động thu thập các chứng cứ để hỗ trợ cho việc đó, và bạn chắc chắn sẽ lùi bước trước cả khi kịp tiến lên. Hãy suy nghĩ lớn lao nhưng thực tế, mọi thứ đều có thể nếu bạn tin vào chính mình. Thứ hai, bạn luôn trì hoãn. Bạn ôm đồm quá nhiều việc đến mức bị quá tải, và tiếp đến là trì hoãn những việc đáng ra phải hoàn thành sớm hơn. Cứ thế, não bạn sẽ tự đình công và bất hợp tác với các kế hoạch mà chẳng vì lý do gì. Những người thành công biết phân chia công việc theo mức độ quan trọng. Họ dám loại bỏ những việc không thật sự cần thiết, đàm phán và chia việc cho những người khác, yêu cầu giúp đỡ để có thời gian tập trung cho những việc thực sự quan trọng. Khi mọi việc bắt đầu dồn dập khiến bạn mờ mắt, hãy biết dừng lại một chút để đánh giá từng thứ một, đơn giản hóa chúng để tập trung vào những việc bạn phải làm, thay vì trì hoãn chúng vì những việc chẳng đáng. Thứ ba, bạn không kiên định. Tạo thói quen kiên định trước sau như một là rất cần thiết nếu bạn muốn thành công. Những người thành công luôn hiểu rằng sẽ chẳng có lối tắt nào để có được thứ đáng giá. Họ tin rằng họ phải vượt qua khó khăn để có được thành quả mình muốn. Chính vì vậy, họ sẽ không ngừng lại hay từ bỏ khi các vấn đề nảy sinh mà vẫn tiếp tục thực hiện, chứ không mang trong đầu suy nghĩ việc này không khả thi. Dù không phải việc gì cũng có thể làm tốt, nhưng kết quả cuối cùng là quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ tích cực và tự ràng buộc trách nhiệm với những gì bạn muốn để có thể kiên định bước đi trên con đường tìm kiếm thành công của mình. Thứ tư, bạn sợ từ chối. Những người thành công hiểu rằng ý kiến của người khác chỉ là ý kiến, không phải chân lý. Mọi người có quyền lên tiếng, có quyền góp ý này nọ cho bạn, nhưng nghe theo hay không là quyết định của bạn. Ngại từ chối hay phản bác ý kiến của người khác cũng là một biểu hiện của việc thiếu niềm tin vào chính mình. Vì bạn thậm chí còn không chắc mình có đúng hay không, và phần nào đó bạn sợ phải chịu trách nhiệm nếu chẳng may thất bại. Hãy thẳng thắn nói không nếu bạn thấy đó là những ý kiến chẳng có giá trị gì với công việc của bạn. Vì nếu bạn cứ ngại mích lòng mà đẽo cày giữa đường, thì bao giờ bạn sẽ thành công đây? Chẳng bao giờ cả, chắc chắn là thế. Thứ năm, bạn không có thái độ biết ơn. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó. Ngay cả những chuyện chẳng mấy tốt đẹp cũng có giá trị như một bài học để bạn khôn ngoan hơn. Vậy tại sao bạn lại không biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn? Thái độ biết ơn giúp bạn dễ chấp nhận những việc đã qua, hài lòng với những gì mình có
và sẵn sàng học hỏi để vươn lên. Không có sự biết ơn, bạn sẽ khó thành công. Nếu bạn cứ hờn trách cuộc đời và những người xung quanh không cho bạn đúng những gì bạn muốn, hãy nghĩ xem ai có trách nhiệm phục vụ bạn đây, và tại sao họ phải giúp đỡ một người không biết trân trọng những gì họ làm cho bạn. Vì cuộc sống, bản thân nó đã là một món quà. Hãy biết ơn và trân trọng mọi điều bạn có. Bạn sẽ sớm nhận thấy điều kỳ diệu là có thật trong đời. Thứ 6, bạn không tập trung. Nếu không có mục tiêu cụ thể, bạn sẽ luôn mò mẫm trong sương mù. Bạn sẽ chẳng thể nào đạt được một mục tiêu mơ hồ, chung chung, vì bạn thậm chí còn chẳng biết khi nào và thế nào là đã hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu bạn chẳng có đường hướng nào cho một năm tới, bạn rồi sẽ mất đi một năm chẳng làm được gì đáng kể. Nhưng nếu trong năm đó bạn đặt cho mình vài mục tiêu phải hoàn thành, thì sự thể có thể rất khác. Những người thành công hiểu rằng khi họ tập trung vào những mục tiêu cụ thể, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Vì vậy, hãy thử đặt cho mình mục tiêu cụ thể mỗi tháng hoặc mỗi năm để bạn có thể tập trung thực hiện hơn đi nào. Cuối cùng, bạn hay trốn tránh trách nhiệm. Từng lựa chọn và quyết định ta đưa ra đều kéo theo một hệ quả. Có thành công, có thất bại, có may, có rủi. Những người thành công luôn chịu trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động, cảm giác, niềm tin và quyết định của mình. Họ không đổ lỗi cho người khác khi chuyện không như mong đợi. Nếu họ đến trễ một cuộc hẹn, họ sẽ không vào vai nạn nhân của tình hình giao thông tắc nghẽn, mà sẽ nhận lỗi do không sắp xếp đủ thời gian để đến chỗ hẹn đúng giờ. Họ luôn tin rằng họ làm chủ tâm hồn và điều khiển được số phận của mình. Nếu bạn mong đợi thành công, hãy trao quyền làm chủ cuộc sống cho chính mình bằng cách chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Còn bạn, bạn có hài lòng với những gì bạn đang có? Bạn cảm thấy mình đã có thành công mà mình muốn, hay vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm thành công? Nếu chưa, bạn nghĩ vì sao mình chưa thể thành công? Vì sao người dậy sớm dễ thành công hơn? Bạn có nhiều năng lượng và đầu óc minh mẫn hơn vào buổi sáng. Thức dậy sớm có thể không mang đến cho bạn nhiều hơn năng lượng so với khi bạn thức dậy muộn. Điều này cũng sẽ phụ thuộc vào thói quen ngủ của bạn. Tuy nhiên, khi thức dậy sớm, bạn chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn để khởi động và bắt đầu ngày làm việc của mình hăng hái và hiệu quả hơn. Trái lại, khi bạn dậy trễ, trên lý thuyết bạn sẽ có càng ít thời gian để tập trung làm việc hơn trước khi cơn lười của bộ não kéo đến, khiến bạn mất tập trung vào lúc buổi chiều tối. Nhất là khi những buổi hẹn hò, bạn bè, người yêu, gia đình liên tục réo gọi bạn. Do đó, nếu bạn thức dậy sớm, bạn sẽ làm việc được hiệu quả hơn, giải quyết được nhiều công việc hơn trong lúc còn đang hứng, và sau đó sẽ có thể dành chút thời gian riêng tư cho bản thân. Chẳng có gì tệ hơn khi phải bắt đầu ngày mới thật vội vã, gấp gáp. Ngủ trễ, dậy trễ, đi làm trễ, chẳng có cảm giác nào khó chịu bằng việc vừa sáng mở mắt thức dậy đã phải vắt chân lên cổ để chạy cho kịp giờ làm. Sự mệt mỏi và vội vã khiến cơ thể của bạn chưa thể thích ứng kịp cho ngày mới, và cả ngày sau đó cũng khó có tâm trạng hứng khởi để làm việc hết công suất được. Vì thế, hãy dành thời gian buổi sáng cho mình để bạn có thể không làm gì cả, cứ bắt đầu thật chậm rãi, nhâm nhi bữa sáng, thưởng thức chút cà phê. Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể tập thể dục, đi bộ nhẹ nhàng hoặc thiền để hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm. Tất cả những điều này sẽ như một nút bấm khởi động, làm cho ngày mới của bạn tràn đầy năng lượng tích cực hơn. Nhìn chung, làm việc buổi sáng hiệu quả hơn. Trí não của bạn có thể tập trung cao độ hơn vào buổi sáng, và bởi vì đa số mọi người vẫn còn chưa thức dậy, cho nên đó là khoảng thời gian yên tĩnh và có ít sự phân tâm để bạn làm việc.
Bên cạnh đó, một trong những cách thức làm việc hiệu quả nhất là tập trung vào làm trong khoảng 2 đến 4 giờ liên tục, không nghỉ ngơi và không sao nhãng. Do đó, việc thức dậy sớm và tập trung làm việc sớm sẽ cho bạn có thêm nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Tóm lại, ngủ sớm và dậy sớm là một thói quen sống lành mạnh và hiệu quả. Buổi sáng là khoảng thời gian tuyệt vời để thực hiện những việc tổn mồn. Viết email, dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho lũ trẻ, đọc báo, giặt đồ, làm tất cả những việc nhà tổn mồn mà bạn biết chắc mình sẽ chẳng có chút hứng thú hay sức lực để hoàn thành sau khi đi làm về. Cả ngày đi làm việc mệt mỏi, chỉ riêng nghĩ đến núi đồ và hàng loạt công việc đang chờ đợi ở nhà cũng đủ khiến bạn muốn bỏ trốn. Vì vậy, hãy cố thức dậy sớm một chút, thực hiện hết những việc mà bạn ngán ngẩm vào buổi sáng, để cho khoảng thời gian cuối ngày của bạn được thư giãn và thoải mái. Đúng nghĩa là khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng tư của bạn. Xong sớm, nghỉ sớm. Mỗi ngày ta phải có biết bao nhiêu trách nhiệm phải thực hiện. Chính vì thế, để có thể xử lý được mọi việc ổn thỏa và sống một cách thoải mái hơn, bạn cần phải học cách làm chủ thời gian của mình. Một ngày chúi mũi vào công việc chắc hẳn sẽ là một ngày mệt mỏi và kinh khủng. Do đó, nếu bạn thức dậy sớm hơn, tức là bạn đã tạo ra cho mình thêm những thời gian rảnh rỗi vào cuối ngày để sống, để vui chơi, hẹn hò hay thư giãn. Và bạn thấy đó, chỉ cần thay đổi thói quen một chút thôi, bạn sẽ thấy đời mình bớt khổ ngay. Đi ngủ sớm và ngủ ngon hơn. Khi thức dậy sớm, bạn sẽ cảm thấy muốn đi ngủ sớm hơn vào buổi tối. Và do đó, giấc ngủ của bạn sẽ có cơ hội để ngủ đủ và chất lượng hơn. Tất nhiên, điều này còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố xung quanh và cả thói quen ngủ của bạn nữa. Chẳng hạn như nhiều người phải trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Nhiều người thì hay thức dậy giữa chừng và phải ru ngủ mình thêm lần nữa, vân vân. Tuy nhiên, đi ngủ sớm đồng nghĩa với việc bạn sẽ cho mình thêm chút thời gian để ngủ. Và một chút thôi cũng là tất cả những gì bạn cần rồi. Có câu nói, trâu chậm thì uống nước đục. Thành công và cơ hội chỉ đến với những người nhanh nhạy và biết tận dụng thời gian của mình. Vì vậy, hãy học cách bắt đầu ngày mới của mình sớm hơn nhé.